Rồi tất cả quý vị, bây giờ nhân viên của chúng em còn vài vé nữa thôi. Thì các chị là chưa có vé từ vòng loại này thì các chị thương tình ủng hộ giùm em nhé. Mỹ còn mấy vé? Đó, gái Trung Hoa đó. Rồi xin mời tất cả quý vị có vé vòng loại này bắt đầu tập trung vào sáng chuẩn bị do số hát mùa hồi mẹ mùa hồi con đổ ra chơi rồi kìa. Và bây giờ ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị giờ số nha. Mỹ gì ra? Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra, mấy gì ra, hai gì ra cái này, hai gì ra. Nghe tiếng anh ca trên dòng sông Giải Phóng, lồng lớn lớn như giấc mộng chưa tàn ở tầng sông Hồng. Anh có biết quê hương em cũng có biết sông, hay quá em mãi rồi dây lòng mà tha thiết. Ai ăn quá trời ơi, hát không nổi cái gì, diễn cái kêu té liền. 23 là không đổi. Đâu hát 27, 27, 27, 27, 27. Ôi thành sông Hồng em, em có biết quê gì dạ? Tết ở tầng sông Hồng à, anh có biết quê hương em cũng có dòng sông à, em mãi gọi dây lòng mà ta phía. Dàm cỏ đông ơi, dàm cỏ tây 27 đây, 27. Rồi vậy là hát té thiệt. Không phải, mẹ tôi là kỹ thuật sân khấu đó bà. Vậy hả? Không biết tình hình đó. Chưa hát là phải như tao vậy nè anh ơi nha. Sao nè, Diva đúng không? Quý vị chào đón Diva Vi Thanh Vân Lậu Hoi Nét. Mặc Diva, mặc dù hoi. Gom hai cái chữ cuối lại cho chị. Gom hai cái chữ cuối quăng cho okay, chị. Ok ok, quăng Vi Thanh Vân Lậu Hoi Nét bỏ mất tiêu. Ý là mày nói vậy đó, tao quăng hai chữ. Không có phải má, tôi kêu là bỏ hai cái chữ đó luôn đi. Okay. Đừng có nói trong cái quý tên nữa. Quý vị chào đón Diva Vi Thanh Vân Lộ. Lạnh tanh vậy. Có gì vậy? Vỗ tay cho em hát chứ. Tức là, mày đúng không? Là, đúng không? Má, lên là, lên chứ. Biết sao không? Sao? Tại Diva nổi tiếng quá, mày giới thiệu xong im gu hết chưa? Chưa nổi tiếng gì đâu. Hát nổi tiếng nè. Rồi. Sao nè? Giới thiệu lại đi. Giới thiệu lại phải không? Đi vô trong, đi vô trong, Diva đi ra. Ơ chuẩn bị nha. Vì chúng hướng mắt dịch sân khấu chuẩn bị chào đón Diva Vi Thanh Vân Lậu. Gà rồi, ta bừng sáng góc trời cái tắt đèn thôi. Nè nè, tắt mít đi vô luôn đi. Thiệt có ông làm. Làm lại không chị, thấy bị trục trặc gì không? Một lần nữa đúng không? Tắt mít thiệt. Làm lại một lần nữa. Ok chị. Anh ơi, chị bị, tao giới thiệu hoài tao cũng mệt nha. Chuẩn bị chờ đón Diva của sân khấu Vi Thanh Vân Lậu. Bật mic lên cho nói đi anh. Alo. Ờ đó, được rồi đấy chị. Tức qua tao hát luôn, khỏi giới thiệu, nghỉ cót mày luôn. Trời ơi, vô. Trời. Lời nói đầu tiên xin cho Vân biệt danh là Phần Nông Thôn. Xin cái gì nói lại má, người ta không nghe rõ. Trên bạn hả? Cái biệt danh là cái gì? Phần Nông Thôn. Mày là làm đem sơ cho tao đi. Lấy okay. Tên lấy tên Phần Nông Lâm. Ok. Tên nó được á, tao thấy hay á. Rồi ok, tao hát nha. Ok. Diva là phải hát nhạc nước ngoài. You one so many and my devotion. You were my love and soul. Quý vị thông cảm. Quý vị ơi, quý vị thông cảm nha. Tại vì nãy Diva đi ngoài đường lại sân khấu này bị chó cắn. Bài này đúng không? Bài này đúng chưa? Chó mà cái dạng chó sóc con biết không? Này... Đó, cái dạng đó, chó gì đó. Chó bị đạp đuôi. I have no doubt that I'm gonna love you forever. The only trouble is you really don't have a thing. Xong chưa chị? Rồi em hỏi chị nè, nhảy khúc nào? Chị kêu làm dancer rồi em biết nhảy khúc nào hết. Chưa nhảy vô được chưa hả? Chưa nhảy luôn nè chị. Nhưng mà phải bài này không? Phải, chính xác nó rồi đó. Rồi Thảo Nhi một bên, em một bên, chị chịu không? Ừ, dancer đi, ok, mướn thêm người cho chị trả thêm cho. Đã. Mỗi đứa 15 ngàn.
Rồi, vô lại khúc cuối đi chị. You really don't have a time. Chị ơi, chị hát xong em hiểu gì chưa? Chị có thể mà Việt súp lại không? À, chị hát bài này bằng tiếng Việt á hả? Việt súp luôn nha. Ok, ok, okay chị, ok chị nha. Ok, anh để chị hát tiếng Việt cho em hiểu. Dạ rồi. Anh muốn tình yêu của em và cái sự chung thủy của em. Anh muốn sự chung thủy của em trước mặt mọi người. Chị dịch xác nghĩa luôn. Em về em không tin cha Google, chị dịch xác. Chị không có do dự và ngắm đi yêu anh từ bấy lâu. Bởi vì anh không cho em cơ hội mà em nói. Bởi vì anh chỉ có một đêm. Anh có một đêm. Một đêm duy nhất thôi. Hiểu không? Em hiểu cái bài đó chưa? Em hiểu. Em hiểu rồi hả? Em hiểu rồi đó chị. Ừ. Còn câu sao nữa gì á? Đấy, thôi tóm lại. Anh là ai? Anh là ai? Anh là... Muốn biết phải không? Muốn biết luôn. Muốn biết thì... Bà con muốn biết luôn. Anh muốn là biết ai? Thì phải không? Muốn biết đúng không? Biết. Biết thì... Hay đến dây, đến dây anh em này. Chú! Hay cất tiếng ca cho đời mày say. Yeah! Nhịp chân rộn lên, 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 rộn lên. Ngất ngây 57. 57. Ờ, mệt chứ con gì ra được rồi. 57, 57, 57. Mấy chị già, mấy chị đêm, mấy chị già. Anh ơi nè, kéo quê lên Sài Gòn nè anh ơi. Thiệt không em? Na 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 na. 33, 33, 33, 33, 33, mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Tay anh dáng mang nhung tay anh dính eo nàng. Nói to, nói nhỏ em ơi, mình xuống thuyền đưa nhau về. Đưa nhau về, cái đi đưa nhau về, đưa nhau về Cà Mau. 26, 26, 26, 26. 26, 26, 26, 26, số ra con mấy? Số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, ra mà xem họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cùng tính trăm năm. 25, 25, 25, con 25 số gì đây, con mấy gì ra, mấy gì ra? Phải chỉ mình nhẹ nhàng từ làn mây, lướt gió em đềm. Phải chỉ mình xinh sang từ nụ hoa, ngỡ trong bình minh. Phải chỉ mình mềm thật mềm và xuân, sóng xanh trong chiều. Này mai vườn bay dưa bầu trời xanh, gắm xây cùng gió với mây. Còn số 7, còn số 7, còn số 7. Còn số 7, còn số 7, mấy gì ra, cái là mấy gì đây, mấy gì ra? Cùng mắt trong trên trường trường gió. Hai đứa ơi, hai đầu xa thầm. Trường giá trăng mùa này đẹp lắm. Trường sơn đông nhớ đồ sơn tay. 17 đây, con 17. Con 17, con 17, con 17. Mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra? Số gì ra, số gì ra? Đã không người thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi em ơi, tình sĩ. Em như anh ở trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình nhau. Còn 10 sao, còn 10 sao, còn 10 sao. Còn 10 sao, còn 10 sao đi, còn 10 sao, còn 10 sao đi, còn 10 sao, sao đã còn mây. Số gì ra, số gì đây? Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu trưởng ngu biết nhà mà má đâu. Rồi đây bổn phận làm dâu, con đâu có rảnh để về mà viếng thăm. 35, 35 là chuyện lạ cờ hên.
Và bây giờ 35 đặt có chủ nhân may mắn nha. Dòng lời cuối cùng xin mời tất cả quý vị mình hãy ủng hộ Vé.